Ngày 5 tháng 6, Thánh Boniface Giám Mục 672-754. Thánh Boniface được biết đến là tông đồ của người Đức. Ngài là tu sĩ dòng biển Đức và được chọn làm tu viện trưởng. Ngài dành cả đời để hoán cải các bộ lạc ở Đức. Ngài có hai đức tính nổi bật: tuân thủ chính thống Kitô giáo và trung thành với giáo hoàng Roma. Sự chính thống và lòng trung thành này tạo ra các điều kiện mà Ngài thành lập trong hành trình sứ vụ đầu tiên năm 719 theo yêu cầu của Đức Giáo hoàng Gregorio thứ hai. Có những điều kiện mà Thánh Boniface tường trình năm 722 trong lần đầu tiên đến thăm Roma. Đức Giáo hoàng hướng dẫn Ngài cải cách giáo hội Đức và gửi thư khuyên răng các tín hữu và các lãnh đạo nhà nước. Về sau, Ngài nói là công việc của Ngài không thành công theo quan điểm của con người. Rồi Ngài được tấn phong giám mục, cai quản và tổ chức cả giáo hội Đức rất thành công. Tại vương quốc Prang, Ngài gặp nhiều rắc rối vì có sự can thiệp của phần đời trong việc bầu chọn giám mục. Các giáo sĩ thiếu sự kiểm soát của giáo hoàng. Trong sứ vụ cuối cùng tại Frisian, Ngài và 53 người khác bị tàn sát khi Ngài chuẩn bị ban bí tích thêm sức. Để bảo đảm giáo hội Đức trung thành với Roma và hoán cải người ngoại giáo, Ngài theo hai quy luật. Một là duy trì đức vâng lời của các giáo sĩ đối với các giám mục hiệp thông với Roma. Hai là thiết lập nhiều nhà cầu nguyện theo kiểu tu viện biển Đức. Nhiều nam nữ tu sĩ Anglo-Saxon theo Ngài tới lục địa. Ngài giới thiệu cách giáo dục với các nữ tu biển Đức để làm việc tông đồ.